Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa thượng Tịnh Không. Đề tài 74: Quỷ gọi điện thoại đến cầu siêu độ. Năm xưa, tôi không nhớ được là năm nào, có một công án như thế này. Nhà Phật gọi là công án, thông thường chúng ta gọi là câu chuyện, sự thật. Vào lúc qua Tết âm lịch, ngày mùng 1 tháng Giêng, vào lúc 8 giờ sáng, chuông điện thoại reo. Lúc đó hàng quán trưởng tiếp điện thoại, nghe thấy tiếng một bé gái khóc cầu cứu. Ngày mùng 1 Tết, điện thoại reo đầu tiên gặp phải sự việc như vậy, trong tâm hàng quán trưởng rất không vui. Đây là loại đùa giỡn ác ý chăng? Liền cúp điện thoại. Qua vài phút sau, chuông điện thoại lại reo lên. Con gái của bà đến nghe. Con gái của bà vừa nghe liền nói với hàng quán trưởng rằng: "Mẹ ơi, đây là âm thanh của một đứa bé. Đứa bé này dường như khoảng 11-12 tuổi, gọi đến để cầu xin giúp đỡ. Bé ấy nói chính mình chết rất thê thảm." Hàng quán trưởng liền chú ý đến việc này. Sau khi trải qua sự việc này rồi, hàng quán trưởng liền đến thư viện. Khi vừa đến thư viện, có một vị cư sĩ là một vị lão đồng tu dẫn họ đến, đã đợi ở nơi đó rồi. Hàng quán trưởng hỏi họ: "Có việc gì vậy?" Họ nói: "Con gái tôi vừa bị tông xe chết, đến để cầu xin siêu độ." Quy củ của Thư viện Hoa Tạng Đài Bắc chúng ta: thời gian đón Tết không làm Phật sự siêu độ. Quán trưởng lập tức liền nghĩ ra, bà nói: "Con gái của mấy người khoảng 11-12 tuổi phải không?" Họ nói: "Vâng, đúng ạ." Quán trưởng liền nghĩ lại cuộc điện thoại vừa rồi là do quỷ gọi đến, không phải là người gọi. Lập tức liền nghĩ đến phải giúp đỡ bé ấy. Liền lập tức làm bài vị cho bé. Quán trưởng hỏi: "Vì sao bé ấy gọi điện cho tôi?" Tôi nói: "Bà là quán trưởng, bà có quyền thì đương nhiên bé ấy tìm đến bà. Tìm người khác sẽ không có ích gì, nên phải tìm bà thôi." Hàng quán trưởng liền lập bài vị và tụng kinh siêu độ cho bé ấy. Bởi vì sự việc này, cả nhà họ đều đến học Phật. Việc này là đến để độ người nhà của bé ấy, cho nên đây đều là thiện tri thức ở trong đời quá khứ. Bé ấy đến để thị hiện, bé ấy vì việc này mà đến. Vì việc qua đời của bé mà người cả nhà đều học Phật, hàng xóm, bạn bè cũng học Phật, ngay đến thầy cô giáo của bé, bạn bè cùng lớp cũng đều học Phật. Việc này trong Phật Pháp gọi là thiện hữu, Kinh Hoa Nghiêm cũng gọi là thiện hữu. A-di-đà-phật.
Nam mô A Di Đà Phật.